Alo để Linh nói vài lời. Trước hết là Linh cảm tạ các bạn đã tới chung vui với hội Aris nói chung và Linh là nói riêng. Sau đây Linh sẽ tặng mấy một bài rất là dễ thương cho tất cả các anh chị ở đây với lại mấy bác rất là có tấm lòng để tới chung vui. Nhất là family bên kia với lại family bên này. Thank you.